Con theo đạo Công giáo với chồng nhưng vẫn muốn học thiền. Chồng không đồng ý, nói nếu con đi thì đi luôn, giờ con khó xử quá. Câu trả lời sư thì rất là đơn giản. Chồng không đồng ý thì làm sao cho chồng đồng ý thì thôi. Chuyện nó đơn giản mà. Cái quan trọng là quý vị có cái gan đó hay không. Tôi nói thiệt, quan trọng là mình có cái gan đó hay không. Chứ còn cái gì mình cũng muốn hết trơn á. Sư nhớ là sư nhắc rất là nhiều lần, mà bây giờ thôi sư vì lòng đại bi sư kể lại để coi quý vị có cái gan đó hay không. Một vị nữ thánh cư sĩ hình như là Sú Chích Ta thì phải đó, hay là Sú Cha Ta, nàng gì sư quên mất tên rồi. Nàng là một nữ thánh cư sĩ. Khi mà nàng về nhà chồng á, thì chồng theo ngoại đạo, cho nên là nàng không có cơ hội cúng dường đến tăng đoàn. Nàng mới viết thơ ngài, nàng gửi về cho ông cha, nói cha ơi, cha có ghét con thì cha cứ đánh con, cha giết con, chứ tại sao cha lại gả con vô cái nhà này mà con không có cơ hội con cúng dường chư tăng. Vậy thì ghê chưa? Ghê chưa? Thì ông cha ổng rất là tâm lý. Ổng cho đứa con 10.000 đồng tiền vàng. Để làm chi biết không? Ổng dặn bây giờ con đem 10.000 đồng tiền vàng, con gặp cái cô kỹ nữ đẹp nhất cái thành đó nha, con mướn cổ 10 ngày, cổ làm vợ thay con, rồi thì con sẽ có thời gian rảnh để con cúng dường tăng đoàn. Thì cổ làm đúng y như vậy đó. Cổ đem 10.000 đồng vàng đó, cổ thuê cái người kỹ nữ đẹp nhất cái thành đó 10 ngày thay cổ làm vợ cho chồng đó. Rồi tới cái mức độ là thì đó, ông chồng thì ai không khoái. Sư nó thẳng bây giờ, quý vị mà làm có ông chồng là không khoái nha. Ông chồng là không khoái thì kêu qua đây sư sư đảnh lễ, coi như là ông đó là ông cũng chuẩn bị tới rồi đó, cũng chuẩn bị tới rồi đó. Thì đó, thuê 10 ngày thì anh chồng ảnh vui vẻ rồi, ok rồi, bây giờ em muốn làm cái gì thì em làm đi, rồi xong tôi giải phóng cho em ha, 10 ngày. Rồi thì cô này cổ mới tha hồ cổ cúng dường tăng đoàn đó, cổ lay quay cổ tất bật cổ cúng dường tăng đoàn. Thì sư nói như vậy để sư hỏi lại quý vị là quý vị có coi cái chuyện gọi là tu tập làm phước ha, tại người ta bố thí cúng dường mà người ta sẵn sàng người ta thuê người làm vợ giùm mà nha, huống chi là cái chuyện đi tu. Nhớ mình có phước vật nè, phước đức và phước thí, phước trí. Thì cái phước vật là cái phước cúng dường á, được xếp vào cái dạng là thấp nhất, bậc một. Bậc hai á, mới là cái phước đức, là cái chuyện giữ giới á. Bậc ba là cái phước hành thiền. Thì cái chuyện mà hành thiền là cái phước cao cao nhất. Người ta cái bậc thấp nhất là người ta dám thuê người làm vợ cho chồng nha. Quý vị làm cái bậc cao nhất quý vị có dám không, có cái gan đó hay không? Nhiều bà không có gan, không có gan đó mà mình cứ cái gì cũng muốn hết trơn. Người ta gọi là cái gì ta, cái gì cũng thích mà không chịu nhích. Nó đời nó hơi tục nhưng mà đại loại như vậy đó, cái gì cũng thích hết trơn mà nhích thì không chịu nhích. Rồi thôi thì nếu như mà quý vị không không có cái gan đó thì còn một cách nữa. Cách này là cách của bà Malika. Là bà làm cách nào? Bà lựa cái khi bà lựa cái lúc á, mà ông vua á, ông hứng lên, nói chung là bà làm cho ông vua ông vừa lòng nha. Thì ông vua ông hứng lên thì ông hứa nó là thôi bây giờ phu nhân muốn cái gì thì chẩm cho cái đó nha, phu nhân muốn cái gì thì chẩm cho cái đó. Nàng mới chỉ muốn một chuyện thôi, muốn là cho em làm một cái cuộc trai tăng đến Đức Phật. Nàng chỉ muốn đơn giản thế thôi. Và thế là nàng được vua Bá Sư Na Đí hứa khả đồng ý ha. Thì bây giờ quý vị làm cái gì đó cho chồng ổng vừa lòng á, thì tự động não nha, tự động não nha. Làm gì đó cho ổng vừa lòng,
Hoặc là làm sao đó để ông mở miệng ông nói bây giờ bà muốn cái gì nói đi, thẩm duyệt hết nha. Thì quý vị làm được mà ông chồng ông nói được câu đó thì lúc đó quý vị xin cái chuyện đi tu thiền. Còn chưa được thì tức là mình làm ổng chưa có đã nư, mình làm sao cho ổng thiệt là vừa lòng rồi thì mình xin. Bây giờ sư thì sư chỉ dựa trên kinh tạng thôi, chứ bây giờ sư biết dựa vào cái gì nó kẹt á. Sư gặp một vài trường hợp người ta khuyên khuyên toàn toàn là lấy kinh nghiệm đời không à, nó ngộ vậy đó, mà họ không lấy kinh nghiệm đạo. Tại vì đơn giản là họ thiếu kiến thức. Thì cái kinh nghiệm đạo cho sư thấy là có hai giải pháp như thế, thì quý vị coi coi là mình làm được cái giải pháp gì thì mình làm cái giải pháp đó ha. Cái này không biết, này ông sư Hạnh Tuệ ông giỏi, không biết đại đức Tuệ Tường thì giỏi về kinh tạng hơn, không biết đại đức có ý kiến gì về cái này hay không. Kính thưa đại đức, kính thưa quý vị, thú thật quý vị nha, là đại sư nói thật tâm là hai cái quý vị, cái người này, cái mà cái vị mà hỏi câu hỏi này nè, chỉ cần lắng tâm nghe kỹ hai cái giải pháp của đức Hạnh Tuệ mà được trích dẫn từ kinh tạng thôi, rồi mình suy tư ra, mình suy tư ra, mình tại vì vốn dĩ cuộc sống của mình mà mình suy tư ra, mình tùy cơ ứng biến để mình áp dụng thôi. Thật sự cái câu để Đức Hạnh Tuệ dẫn chứng hai cái vấn đề đó, nó là nó rất, đối với anh bản thân sự nha, nó rất hoàn hảo thưa quý vị. Bây giờ Phương muốn nói thêm gì cũng không biết nói thêm nữa. Thật sự là như vậy, quan trọng nhất là bản thân quý vị là như trường hợp thứ nhất đúng không, thật sự ngoài trường hợp thứ nhất không phải là Đức Hạnh Tuệ cãi là bó buộc như vậy hiểu không, nghĩa là Đức chỉ là khơi gợi cho vì hiểu á, là mình tìm đúng cái sở thích đúng không, sở thích mình đem đến cái sở thích đúng của ông chồng thì ổng vui thì mình đó, mình mới có cái sự tự do của mình đó, mình dựa trên đó thì ổng chịu, nói chung là ổng vui hoàn toàn thì mình ổng sẽ chịu mình đúng không. Và cái trường hợp thứ hai của bà Malika cũng vậy đúng không, tương tự cũng như vậy, mình phải phải đánh được tâm lý, nghe mình phải hiểu tâm lý chồng mình rõ là cái ổng cần cái gì, ổng thích cái gì, rồi vào thời điểm nào thích hợp đúng không, đó rồi mình đưa lên cái nghĩa là cái mong mỏi của mình thì mình sẽ đạt được cái nguyện vọng của mình. Quan trọng nhất là quý vị phải tùy cơ ứng biến, người phải vận dụng trí tuệ để cái bằng là giống như là tùy cơ ứng biến để đưa ra trường hợp thích hợp thì quý vị sẽ đạt được cái sự mong mỏi của mình để thỏa mãn cái trong trong câu hỏi này nè. Dạ, cũng xin kết thúc việc trả lời câu hỏi này. Và cảm ơn tâm sĩ Thích đã bổ sung, đó là nàng Uttara ha. Rồi, xin cảm ơn. Và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.